alo lèn hà. Hát chèo thể theo làn điệu du xuân, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, kính viếng 13 liệt sĩ thông tin, 10 nữ, 3 nam, hy sinh ngày 2 tháng 7 năm 1972 của trạm cơ vụ A69, C9, E134. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những mất mát đau thương vẫn còn hiện diện quanh đây. Ai đã đi qua miền Tây Quảng Bình hẳn sẽ thấy và được nghe kể về thời chống Mỹ, có một địa danh mang tên Lèn Hà. 13 chiến sĩ ở trong hang đang kết nối liên lạc với mặt trận đã đi vào cõi bất tử. Hang Lèn Hà, khúc tráng ca của những người lính thông tin. Alo, Lèn Hà. Mấy chục năm qua, các chị các anh có nghe tiếng gọi, tiếng gọi thiết tha của quê hương, của mẹ, của cha, của anh, của chị, của bao người hôm nay và của cả ngàn sau. Alo, Lèn Hà. Anh Trình, anh Trần, anh Say, chị Lan, anh chị Mạnh, chị Liên, chị Trâm, chị Xuyên, chị Thảo, chị Lan, chị Lan, chị Lung, chị Luân. Alo, các anh, các chị có nghe trời xanh xanh thẳm một màu, khói bom cháy đỏ, nỗi đau. Giọt máu